các bạn. Hôm nay là ngày 17 tháng 7, tôi lại quay lại nói chuyện thời sự một tí xíu. Chủ đề nó thì vẫn xoay quanh cái cuộc chiến tranh vệ quốc của người Ukraine. Tuy nhiên là trước khi đi vào cái đề tài này á, thì tôi lại nói qua một tí xíu về cái sự kiện mà cách đây mấy ngày phía NASA đó, người ta công bố về cái bức hình chụp bức hình thiên văn á, mà người ta chụp được từ cái kính viễn vọng Jimwatt á. Thì đây là cái điểm sâu và xa nhất mà con người đã từng biết. Để có được cái thành quả này á, thì phía cơ quan NASA nè, phía Mỹ á, người ta phải bỏ ra gần 10 tỷ đô để mà đầu tư xây dựng cho cái kính viễn vọng này, và rất nhiều công sức, rất nhiều trí tuệ. Tất nhiên là để có được cái thành quả này thì bên cạnh dẫn đầu là cơ quan NASA thì vẫn có nhiều cái sự hỗ trợ hợp tác từ các nước nữa, từ Canada và từ cả một số quốc gia châu Âu nữa. Thì cái việc mà NASA nói riêng và nước Mỹ nói chung á, họ công bố các cái thành tựu về khoa học á, thì cái chuyện này nó là bình thường rồi, nó không có gì đáng bàn. Bởi vì xét cho cùng á, thì nói về cái các cái phát minh á, thì nước Mỹ vẫn là dẫn đầu thế giới về các cái phát minh. Hàng ngày hàng giờ họ là cái những họ là cái quốc gia mà có nhiều cái phát minh nhất, có nhiều đóng góp nhất cho nhân loại, đặc biệt là trên cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên là cái điều tôi quan tâm ở đây á, là vào cái thời điểm này nè, phía Mỹ người ta công bố ra một cái thành tựu lớn như thế về vũ trụ như thế, nó lại trùng hợp với cái thời điểm nước Nga họ phát động cuộc chiến tranh vào Ukraine. Thì cái điều mà đáng bàn ở đây á, dưới cái quan điểm cá nhân của tôi á, là hai cái sự việc này nó diễn ra cùng một lúc, cùng một thời điểm. Tuy nhiên là nó cho thấy hai cái bản chất hoàn toàn khác nhau. Trong khi là phía Mỹ á, thì từng ngày từng giờ người ta nỗ lực để mà đưa nhân loại đi đến những cái thành tựu mới, đạt được những cái giới hạn mới trong khoa học kỹ thuật. Thì ở nước Nga, trong khi đó cùng lúc đó thì ở nước Nga Putin không làm gì. Đã là thế kỷ 21 rồi, trong khi thế giới người ta luôn nỗ lực để mà người ta xây dựng một cái thế giới nó tốt đẹp hơn, đưa con người lên những cái nấc thang mới, thì ông Putin á, ông vẫn ngồi trong điện Kremlin và ông nuôi cái mộng về cái gọi là cái chủ nghĩa đế quốc. Ông vẫn gọi là khát khao cháy bỏng về một cái đế quốc Nga, khôi phục một cái đế quốc Nga, một cái đại Nga. Ông khát khao đến mức á, mà đã là thế kỷ 21 rồi mà ông còn phát động một cuộc chiến tranh nó cực kỳ phi nghĩa. Theo quan điểm cá nhân tôi từ đầu đến giờ thì tôi vẫn khẳng định cái điều này, và hôm nay tôi vẫn tái khẳng định là cái cuộc chiến tranh này do của người Nga phát động, của Putin nó phát động, là nó cực kỳ phi nghĩa, không có lý do gì để bào chữa. Nó phi nghĩa đến mức mà đến hôm nay á, những ngày cuối của tháng thứ năm á, thì đã có hơn 10.000 dân thường tử vong, có hàng triệu người phải bỏ nhà bỏ cửa đi di tản, rồi rất nhiều thành phố làng mạc của Ukraine bị gần như là trở nên tan hoang thành đống đổ nát. Rõ ràng là từ cái việc mà Mỹ người ta công bố một cái thành tựu lớn như thế về mặt thiên văn vũ trụ, trong khi nó đồng cùng lúc với cái việc Nga người ta vẫn đeo đuổi cuộc chiến tranh này, thì nó cho thấy là nó là một cái bức tranh tương phản vô cùng, một bức tranh tương phản giữa một cái xã hội dân chủ văn minh với một cái xã hội độc tài toàn trị do ông Putin ông dẫn dắt. Chính vì vậy nó dẫn tới cái câu chuyện á, trên thế giới này từ lâu rồi ta nghe cái từ giấc mơ Mỹ, nó có một cái từ mà chúng ta vẫn thường nghe về cái giấc mơ Mỹ, hay là người ta mơ về phương Tây, người ta mơ về châu Âu, mơ về Mỹ, mơ Úc, mơ Canada. Chứ tôi nghe tôi chẳng thấy ai nó mơ Nga cả, tôi chưa từng nghe ai nói tới cái từ giấc mơ Nga cả. Và chúng ta thấy là những người họ có điều kiện á, những người có điều kiện ở một các cái quốc gia như là Trung Quốc chỗ này kia đó, thì thông thường người ta khi mà người ta muốn tìm đến một cuộc sống mới á, thì thông thường là người ta vẫn nhắm đến các cái nước thuộc cái thế giới phương Tây, cái thế giới văn minh, chứ chưa thấy ai tìm qua Nga cả, cũng chưa thấy ai mua quốc tịch Nga cả.
Nghe ít ra thì cũng mua quốc tịch đảo Ship Manta rồi này kia, chứ cũng chưa thấy nghe, chưa nghe nói ai mua quốc tịch Nga. Thì đó là nó cho thấy một cái, nó phản ánh một cái rõ ràng là cái chỉ một sự kiện đó, nhưng mà nó cho thấy cái bản chất vấn đề nó rất là lớn. Một cái sự việc tưởng như là vô cùng đơn giản như thế, nhưng mà nó cho thấy những cái vấn đề phía sau của nó. Thì đó là vấn đề đầu tiên với quan điểm cá nhân của tôi. Nhân cái sự kiện mà NASA người ta công bố cái bức hình chụp cách đây mấy ngày, quay trở lại với cuộc chiến tranh của người vệ quốc của người Ukraine đó, thì cái điều trong khoảng 1-2 tuần trở lại đây á, thì chúng ta thấy là cái cục diện cuộc chiến này nó thay đổi hẳn, nó bắt đầu nó thay đổi rồi. Sau khi phía Nga người ta chiếm được cái tỉnh, có thể xem là phía Nga người ta chiếm được hoàn toàn cái tỉnh Lugan á, thì ở chiến trường miền Đông á, thì người ta đặt cái quân đội vô trạng thái là tạm nghỉ. Thì cái điều này trong những cái video trước thì tôi đã bình luận rồi, nó theo quan điểm cá nhân tôi là nó xuất phát từ cái việc là quân đội Nga sau khi nỗ lực á, nỗ lực giành được cái tỉnh Lugan á, thì họ đã đuối rồi. Cái thiệt hại mà quân đội Nga họ phải gánh chịu là nó quá lớn rồi, lớn đến mức mà bây giờ họ không thể nào duy trì cái cường độ tấn công, duy trì cường độ quá lực tiếp tục nữa. Họ buộc phải nghỉ, nghỉ để mà họ chỉnh đốn lại, đồng thời á, là để họ bổ sung trang thiết bị, khí tài, rồi họ cơ cấu tổ chức lại. Chứ còn cái chuyện mà nói chuyện mà quân đội Nga, ông Putin ông đặt cái, ông cho lính lát, ông giải lao, thì tôi không nghĩ là quan điểm là nó không có. Nó tất cả đều xuất phát từ thực tế rằng là quân đội Nga họ không thể duy trì quả lực tiếp nữa. Họ cần phải có cái thời gian nghỉ để mà họ chỉnh đốn. Tất nhiên trong thời gian đó thì cái Nga họ vẫn duy trì pháo kích. Tuy nhiên gần như là ngoài pháo kích ra thì không có các cái hoạt động khác. Gần như là không có các hoạt động trên bộ. Trong khi phía Ukraine đó thì rõ ràng là chúng ta thấy sau khi mà nhận được các cái khí tài từ phương Tây á, khí tài hạng nặng á, thì họ đã có cái động thái phản công rõ ràng. Từ khoảng trong hơn một tuần nay á, thì họ tập trung vào chiến trường miền Nam. Trọng điểm ở trong đó là cái thành phố Kherson, là cái vùng Kherson là cái vùng nằm trên bờ biển Đen á, một cái vùng nó có vai trò chiến lược rất quan trọng đối với cái kinh tế của Ukraine. Rõ ràng là một cái vùng mà như vùng Kherson á, cái vị trí chiến lược và cả cái đồng bằng á, cái vùng đồng bằng mịn màu mỡ đó, thì rõ ràng đối với hiện tại và tương lai thì nó rất là quan trọng đối với Ukraine. Cho nên là cái việc á, mà họ bằng mọi giá họ giành lại những cái chiến trường miền Nam này, cái vùng đất phía Nam này, là cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên thôi. Chưa kể là ở những cái chiến trường này á, thì Nga sau khi chiếm được á, thì rõ ràng là họ cũng đuối, và cái khả năng phòng thủ của họ thì nó cũng suy giảm nhiều. Chính vì vậy mà từ khi nhận được các cái tên lửa phóng loạt từ Mỹ á, từ phương Tây á, thì Ukraine họ nhắm vào những cái điểm yếu, họ nhắm vào đầu tiên là họ phải nhắm vào các cái điểm yếu trước. Bởi vì phản công mà, phản công thì phải đầu tiên trong cái điều kiện của Ukraine bây giờ họ chưa thể nào tấn công hàng loạt được, họ phản công hàng loạt được, họ phản công diện rộng được. Thì họ phải nhắm vào những cái nơi quan trọng và những cái nơi mà có thể xem là yếu nhất của cái mắt xích, yếu nhất của trong cái lực lượng của Nga để mà họ tấn công. Và qua đó thì họ có thể giành lại đất đai, giành lại lãnh thổ. Thì đến một vài ngày trở lại đây á, thì những cái thành quả của phía Ukraine thì nó đã đạt được, mặc dù nó còn hạn chế. Tuy nhiên là đã có những cái vùng lãnh thổ họ chiếm lại. Rồi họ cũng đã gây ra thiệt hại cho phía Nga rất là nhiều. Chỉ riêng ở cái vùng Kherson này á, thì đã có vài những cái vùng lãnh thổ mà phía Ukraine họ đã chiếm lại được. Rồi đã có những cái sở chỉ huy tiền phương của Nga là bị họ phá hủy. Đã có những cái kho vũ khí và các cái kho nhiên liệu của Nga họ tập kết ở đây đã bị Ukraine họ phá hủy. Đặc biệt hơn cả lại có thêm những cái tướng tá, những cái sĩ quan chỉ huy cấp tướng cấp tá đã bị thiệt mạng trong những cái đợt phản công mà trên ở cái vùng khai sinh của này. Thì về cái việc này nè, trong nhiều ngay từ đầu á, tôi cũng đã nêu quan điểm rồi, tức là rõ ràng á là cái việc mà Ukraine họ thất bại á,
từ trước đến giờ, và cái thành công của Nga từ đầu cuộc chiến đến giờ, thì theo đánh giá cá nhân tôi, tất cả nó chỉ là tạm thời hết. Cái thất bại của Ukraine cũng chỉ là tạm thời, và cái thành công của Nga cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì cuộc chiến này á, từ đầu tôi đã đưa ra nhận định cá nhân rồi, tức là nó không còn là cái cuộc chiến của cá nhân ông Putin với ông Zelensky nữa, mà nó cũng không còn là cuộc chiến cá nhân, cuộc chiến nội bộ giữa Ukraine và Nga nữa, mà nó là cuộc chiến ý thức hệ, là cuộc chiến giữa Nga và cả cái thế giới phương Tây luôn rồi. Thì cái việc tất nhiên á, là khi cuộc chiến nó đã là một cuộc chiến ý thức hệ á, thì chắc chắn là bên nào cũng muốn thắng hết. Bên Nga họ cũng muốn thắng, mà bên thế giới phương Tây họ cũng muốn thắng. Thì vấn đề đến đây, câu hỏi nó đặt ra là tại sao á, là phương Tây người ta không ồ ạt họ viện trợ vũ khí một cách ồ ạt để cho Ukraine giành chiến thắng sớm. Bởi vì mặc dù trước khi phát động cuộc chiến tranh này á, thì Nga là một cái cường quốc quân sự thứ hai thế giới. Tuy nhiên á, là phương Tây cũng không phải vừa. Phương Tây là nơi một cái liên minh rất nhiều nước, trong đó chỉ riêng NATO là đã là 30 quốc gia rồi, còn chưa kể rất nhiều cái quốc gia đồng minh nữa, đồng minh của khối NATO nữa. Thì mặc dù là Nga là một cái cường quốc thật sự đó, cường quốc quân sự, cứ cho là họ là cường quốc quân sự đứng thứ hai thật sự đi, chỉ mạnh chỉ sau Mỹ thôi, và họ cường quốc thì họ có 30 cây gậy đi, thì cho đến nay á, là và phương Tây với sự dẫn đầu của Mỹ á, họ đã quy động được một cái liên minh hơn 50 quốc gia rồi để mà tham gia vào cái việc hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến tranh này. Thì giờ Nga một mình là cường quốc thứ hai thế giới, họ có 30 cây gậy, trong khi bây giờ bên cái liên minh kia hơn 50 quốc gia kia, mỗi quốc gia họ chỉ góp vào một cây gậy thôi, thì họ cũng đã hơn phía Nga rồi. Tuy nhiên á, là cái vấn đề ở đây á, là tại sao họ là không ồ ạt ngay từ đầu, họ lùa vũ khí để cho Nga, cho Ukraine chiến thắng ngay. Thì cái vấn đề này thì trước đây tôi cũng đã nêu ra cái vấn đề đó, là cái chuyện phương Tây á, người ta áp dụng cái chiến thuật lục ếch á, tức là rõ ràng đến bây giờ với cái việc phát động cuộc chiến tranh này á, thì ông Putin ông đã cho phương Tây một cái cơ hội không thể tốt hơn để mà làm suy yếu nước Nga, bẻ nanh bẻ vuốt luôn. Thì nếu mà ngay từ đầu á, mà phương Tây họ ồ ạt họ viện trợ vũ khí cho Ukraine để mà giành chiến thắng sớm á, thì họ chỉ đạt được một nửa cái mục tiêu thôi, đó là chỉ giành được chiến thắng trước Nga thôi, chứ mà họ chưa đạt được cái nửa mục tiêu còn lại, đó là làm suy yếu nước Nga. Thì theo quan điểm cá nhân tôi là họ phải để cho nước, tức là vừa đảm bảo chiến thắng Nga mà vừa phải làm cho suy yếu cái nước Nga luôn. Qua đó là cái nền hòa bình của Ukraine nói riêng, và cái nền hòa bình của cả cái thế giới phương Tây á, trong đó đặc biệt là dẫn đầu là cái trọng tâm là cái khối Tây Âu đó, các nước Tây Âu đó, nó sẽ được đảm bảo hàng cả trăm năm. Mặc dù là với cái chiến thuật này á, thì theo đánh giá cá nhân tôi thì nó có phần nào đó nó hơi tàn nhẫn đối với Ukraine. Bởi vì khi phương Tây họ áp dụng cái chiến thuật này thì rõ ràng là phía Ukraine họ phải chịu tổn thất. Họ phải bắt buộc họ phải chịu tổn thất. Tổn thất về con người, về khí tài, về của cải vật chất. Tuy nhiên là vấn đề chính trị mà. Thì Nga họ có cái toan tính của họ, thì phương Tây họ cũng có toan tính của họ thôi, thì chính trị phải chấp nhận thôi, không thể nào khác được. Thay vì nếu mà họ viện trợ vũ khí ào ạt để mà thắng Nga sớm á, để mà kết thúc cuộc chiến tranh này sớm á, thì rõ ràng là chỉ đạt được nửa mục tiêu thôi. Chưa kể cái việc á, nếu mà nước Nga họ không suy yếu đi á, thì cái nền hòa bình của Ukraine họ giành được đó, thì nó cũng sẽ mong manh lắm. Và cái nền hòa bình của Tây Âu á, nó cũng mong manh lắm. Bởi vì Nga chưa suy yếu thì ông cũng với cái tư tưởng của người Nga, đặc biệt là dẫn đầu là ông Putin á, cái tư tưởng họ vẫn mơ về cái tư tưởng phát xít á. Họ vẫn mơ về cái chuyện là họ vẫn thèm khát cháy bỏng đất đai lãnh thổ á, về mà cái vấn đề mở rộng biên giới á. Thì rõ ràng là cái nền hòa bình của các cái nước lân bang á,
nền hòa bình của Ukraine, rồi nền hòa bình của một số các nước Tây Âu, một số nước như ba nước vùng Baltic rồi Ba Lan nữa, là nó bị đe dọa, nó liên tục bị đe dọa. Rồi, chính vì vậy mà tôi nghĩ là cái chiến thuật phương Tây là họ rất rõ ràng, chấp nhận là để cho Ukraine đau thương mất mát. Tuy nhiên đổi lại á, khi mà Ukraine giành chiến thắng á, là cái nền hòa bình họ nó sẽ vững chắc, có thể là hàng trăm năm Nga cũng không có cái chuyện mà không còn nghĩ tới cái chuyện mơ mộng đất đai của đi xâm lược nữa, rồi cái nền hòa bình của châu Âu á, Tây Âu á, nó sẽ vững chắc hơn. Thì đó là cái lý do đầu tiên tại sao là phương Tây người ta không ào ạt ta viện trợ vũ khí cho Ukraine để giành chiến thắng. Theo tôi là một lý do nữa, bởi vì cái NATO á, thì dù sao đi nữa thì nó cũng nằm sát với Nga, rất nhiều quốc gia thành viên của NATO là có biên giới chung với Nga, đặc biệt là các nước vùng Baltic hay là Ba Lan, rồi một số cái quốc gia mà thuộc cái khối Đông Âu, khối cộng sản cũ á. Thì dù sao đi nữa thì Nga vẫn là một cái quốc gia, một cái cường quốc quân sự. Mà bây giờ đây khi chiến tranh nó nổ ra thì rõ ràng là nói gì thì nói, NATO người ta cũng cần phải có thời gian để mà người ta gia cố cái an ninh của họ trước. Nếu mà chúng ta theo dõi cuộc chiến này từ đầu đến giờ thì chúng ta thấy một cái điều rất rõ là từ khi cuộc chiến nó chính thức nó nổ ra thì các cái hoạt động quân sự của NATO á, nó nhộn nhịp, nó khác hẳn. Đặc biệt á, là ở cái sườn đông của NATO, từ cả ba cái nước Baltic chạy cho tới Đức, cho chạy cho tới Ba Lan, chạy dọc xuống cho tới Rumani rồi, là các cái hoạt động quân sự của NATO á, là nó diễn ra một cách là vô cùng cập rập. NATO người ta phải điều lực lượng, ta phải bố trí lại lực lượng, ta tăng cường lực lượng, ta đưa khí tài tới, ta đưa cả tên lửa phòng không rồi tới, bổ sung thêm để mà gia cố chắc, vững chắc cái sườn đông. Thì đến nay là cuộc chiến đã là những ngày cuối cùng của tháng thứ năm rồi, thì sau rất nhiều cái nỗ lực á, thì cái sườn đông của NATO á, cho đến hôm nay là có thể là nó ổn rồi. Chính vì vậy á, mà rõ ràng chúng ta theo dõi cuộc chiến trong thời gian cả hơn một tuần, hai tuần trở lại đây, chúng ta thấy cái vấn đề mà viện trợ quân sự rồi cái thái độ của NATO là nó thay đổi hẳn. Trước đây thì đàn đạn là từ đầu giờ thì NATO người ta vẫn viện trợ, tuy nhiên là nó rất là chừng mực và nó dè dặt. Đặc biệt là về cái vấn đề vũ khí hạng nặng là trước đây là nó rất hạn chế và gần như là giai đoạn đầu là gần như không có luôn, người ta chỉ vừa viện trợ vũ khí hạng nhẹ thôi. Tuy nhiên là khoảng 2 tuần trở lại đây là chúng ta, nếu chúng ta theo dõi cuộc chiến tranh này, chúng ta thấy khác hẳn. Hàng loạt cái thiết bị, cái vũ khí hạng nặng được NATO, Mỹ họ dồn dập họ đưa tới cho Ukraine, từ xe bọc thép cho tới xe tăng. Mới đây thì Ba Lan người ta đang chuyển hơn 200 chiếc xe tăng tiếp theo cho phía Ukraine. Trước đó thì mặc dù người ta cũng đã chuyển rất nhiều cái loại tăng T-72 rồi, tuy nhiên bây giờ là có một cái lô xe tăng hơn 200 chiếc tiếp tục được chuyển tới. Rồi Anh người ta cũng đã chuyển 35 chiếc xe bọc thép. Rồi các loại pháo phòng không mà NASAM á, là những cái loại pháo phòng không vô cùng hiện đại. Thì đến hôm nay thì phương Tây người ta cũng đã chuyển đến cho Ukraine 18 dàn rồi. Chưa kể là các loại tên lửa HIMARS, rồi các cái loại tên lửa tương tự, các cái tên lửa phóng loạt á, có tầm xa đó, tầm bắn nó xa. Trong thời gian 2 tuần trở lại đây là chúng ta thấy nó khác hẳn. Nó xuất phát từ cái lý do, các cái lý do chính mà tôi mới vừa trình bày á, tức là người ta cảm thấy rằng có lẽ là đã đến lúc rồi, Nga suy yếu như thế là cũng bắt đầu là đủ nhiều rồi. Đủ nhiều để mà đủ điều kiện Ukraine họ bắt đầu họ phản công rồi. Rồi là cái biên giới, cái sườn đông của NATO họ cũng đã gia cố đủ mạnh rồi, đủ chắc chắn rồi. Thì tất nhiên là nó còn có nhiều cái lý do khác nữa, tuy nhiên theo quan điểm cá nhân tôi là đó là hai cái lý do quan trọng nhất mà để cho phía phương Tây họ
trong thời gian 2 tuần trở lại đây á, là chúng ta thấy là cái thái độ của họ nó khác hẳn. Về cái việc này á, thì đọc trên một số cái báo chính thống ở Việt Nam á, thì trước đây thì liên tục họ có những cái bài họ nói rằng á, là sở dĩ phương Tây mà viện trợ vũ khí nhỏ giọt rồi viện trợ vũ khí hạng nhẹ á, là do là phương Tây thiếu vũ khí, các nước phương Tây thiếu vũ khí. Tuy nhiên tôi thì tôi không bao giờ quan điểm, tôi không bao giờ đồng tình với cái ý kiến đó. Bởi vì thì đành rằng là cũng không thể nói là người ta dư được. Tuy nhiên tôi nói rằng á, một cái liên minh quân sự rộng lớn như thế như NATO đó mà đấu đầu với Nga, thì nói chuyện mà họ hết vũ khí trước Nga thì tôi cho rằng là không có đâu, không bao giờ có chuyện đó. Chẳng qua là họ tuân thủ theo cái chiến thuật riêng của họ. Đầu tiên họ cứ đưa nhỏ giọt từ từ, rồi chỉ là những cái vũ khí hạng nhẹ thôi, để mà cho cản cái bước tiến của Nga, để rồi tiêu hao sinh lực của quân đội Nga. Rồi dần dần khi mà Nga bắt đầu là họ vần cho Nga đuối rồi, bây giờ là có lẽ là đến lúc Nga đuối rồi, họ nhận thấy là Nga bắt đầu xuống sức rồi, thì bắt đầu là họ mới nâng dần lên. Thì mới đây thì xuất hiện nhiều thông tin đó, là cái quân đội Nga đó là họ suy kiệt đến mức á, là các cái tiểu đoàn, các cái lực lượng mà trú tặng biển Nhật Bản á, trú trên các cái đảo mà đang tranh chấp với Nhật Bản ở cực đông của nước Nga, họ cũng điều về để mà ném vô chiến trường Ukraine luôn. Rồi ở trong nước Nga thì họ cũng rất nhiều, họ áp và họ thực hiện nhiều cái chiến thuật mà gọi là động viên trá hình đó, nhiều cái hình thức mà tổng động viên trá hình đó, được phía Nga người ta áp dụng để mà mục đích là người ta tăng quân số, để mà có thêm quân số để mà họ ném vào cuộc chiến tranh này. Bởi vì giờ thật sự cái lực lượng Nga tiêu hao quá nhiều rồi. Thì tất cả là đó là những cái nỗ lực của phía Nga để mà giúp cho họ tiếp tục theo đuổi cuộc chiến thôi. Còn về quan điểm cá nhân á, thì tôi vẫn kiên định cái nhận định từ đầu cuộc chiến đến giờ, là cái kết đáp số cuối cùng á, tức là cái chiến thắng cuối cùng á, là tôi vẫn tin là thuộc về Ukraine, và cái thất bại nó thuộc về Nga, gần như là nó là hiển nhiên không thể khác được. Vấn đề là nước Nga họ thất bại như thế nào thôi. Nếu mà ông Putin ông tỉnh táo ra, ông chấp nhận một cái thất bại nhỏ ngay từ bây giờ, cái thất bại mà ông còn có thể cứu vớt được á, cứu vớt được cái ngay cái triều đại của ông á, ông cứu vớt được cái danh dự của ông á, ông chấp nhận một cái thất bại nhỏ, thì có thể là cái tình hình nước Nga sau cuộc chiến tranh này nó còn dần dần nó sẽ xuống đáy rồi nó từ từ nó ổn định dần lại, sẽ khôi phục dần dần lại. Còn nếu không á, mà ông Putin ông tiếp tục ngoan cố theo đuổi cuộc chiến tranh này á, thì cái viễn cảnh của nước Nga thì tôi nghĩ là tôi cực kỳ là lo lắng cho ông Putin. Nếu mà tôi nghĩ rằng nước Nga mà ông Putin bây giờ mà ông ngoan cố tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tranh này á, thì tôi nghĩ tôi cái viễn cảnh mà nước Nga giống như cái liên bang năm tư ngày xưa á, là tôi nghĩ là cái viễn cảnh đó rất gần. Bởi vì cái hành chính của nước Nga là nó cũng khá phức tạp. Cho nên là sau cuộc chiến tranh này, nếu mà ông Putin mà ông không chấp nhận một cái thất bại nhỏ, mà ông vẫn tiếp tục đeo đuổi cuộc chiến tranh này trong một thời gian nữa, thì tôi tin rằng cái cuối cùng, cái đáp số cuối cùng là tôi nghĩ nước Nga kiểu giống như năm tư, cái liên bang năm tư thời cái ông Milosevic á, thì cái ông Putin là rất có thể là trở thành ông Milosevic mà hồi tổng thống cuối cùng của liên bang năm tư. Thì đó là cái quan điểm cá nhân của tôi, cái đánh giá cá nhân tôi về những cái vấn đề nó liên quan, vài cái vấn đề liên quan tới cuộc chiến tranh này trong mấy ngày trở lại đây. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho kênh. Chào mọi người, bye bye.